gió đang năm lưng miếu núi gió vàng sắp phóng phóng bàn thành chuối bà năm năm y phương đang ngủ canh ca giờ đi hiện ra người bi lý thần thần tiên đội đoàn dâu áo trắng trắng hài
Đệ nhất tôn quan tỉnh mời quan đệ nhất tôn quan.